Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Bùi Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện, đại diện lãnh đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, thời gian qua, an toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành một trong những vấn đề nóng của toàn xã hội. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Trong thời gian này, huyện Thạch Thành tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các đoàn thể, các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về an toàn thực phẩm trong nhân dân, nhất là các chủ hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm, biểu dương kịp thời những cá nhân, những tập thể thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn thực phẩm, công khai phê phán, xử lý những cá nhân tập thể vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai đợt cao điểm thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm. Trong đó, tăng cường quản lý, thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở các hộ sản xuất nhỏ lẻ, các trường tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh. Tổ chức cho 100% các cơ sở các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm ký cam kết về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại lễ phát động, đồng chí Bùi Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm là nhiệm vụ của chính quyền, các ngành chuyên môn từ huyện tới cơ sở, cần có hệ thống các giải pháp đồng bộ, coi trọng công tác tuyên truyền gắn với tăng cường thanh tra kiểm tra của các lực lượng liên ngành, tập trung vào các nhóm đối tượng chủ yếu đó là các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở chế biến kinh doanh rau củ quả, cơ sở chăn nuôi giết mổ sơ chế kinh doanh thịt, chính quyền các cấp, ban quản lý chợ đầu mối, các nhà hàng, bếp ăn tập thể, các bếp ăn bán trú, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng thực phẩm. Sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành, phối hợp cùng với các phòng ban chuyên môn tuyên truyền cổ động về tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên tuyến đường quốc lộ 45 từ trường dân tộc nội trú huyện đến xã Thạch Long.